đầy xin thuốc mà nổi tiếng hàng mười cơm ba phục vụ tặng nay hả? Đấy là có thấy hốt nào không Vinh? Có. Hả? Hôm nay em quán ngày chưa có phê mình đó. Là phiến đi. Trong một bữa là phiến đi. Ấy chỗ nó đông phục vụ tặng nay ăn ngon lắm. Ừ. Thôi, cơm gì? Cơm quả nè em.